Thưa quý vị và các bạn, trong đầu tuần qua, toàn bộ các tuyến vận tải khách cố định và buýt tại Hưng Yên đã hoạt động trở lại khi thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, 100% số tuyến vận tải khách cố định và buýt đã hoạt động trở lại với 8 tuyến xe buýt và 90 tuyến cố định vận chuyển khách đi hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Có 147 xe thuộc các tuyến buýt đi các tỉnh thành như thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Thái Bình và tỉnh Hà Nam và 250 xe khách tuyến cố định đã hoạt động trở lại, đảm bảo chuyên chở khách theo đúng lộ trình, đúng tuyến đã được ngành giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phê duyệt. Tuyến buýt 206 đi Hải Dương là tuyến cuối cùng được mở trở lại sau giãn cách và hoạt động từ ngày 2 tháng 9 vừa qua.